đồng coi thi trường trung học phổ thông Hòn Gai. Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sớm. Học sinh tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi. Đây là năm học thứ ba, việc dạy và học chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Song với chiến lược thần tốc phủ sóng vaccine toàn dân của tỉnh, trong đó 98,5% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tạo lá chắn an toàn cho học sinh khối 9 đến trường học trực tiếp trong phần lớn thời gian năm học. Các trường có cấp trung học cơ sở cũng đã chủ động tăng cường công tác ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Thầy cô đã ôn kỹ rồi nên em cũng sẽ nhẩm lại bài để có thể hoàn thành bài thi thật tốt. Bọn em đã có một quá trình ôn tập rất là dài, nên là hôm nay là ngày gặt hái thành quả của bọn em, cho nên là bọn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành công. Buổi sáng, các thí sinh dự tuyển vào hệ chuyên và không chuyên thi môn chung đầu tiên là ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm 3 câu hỏi là dạng bài quen thuộc trong đề thi vào 10. Trong đó, câu nghị luận xã hội về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác, sát với thực tế cuộc sống, phù hợp với đối tượng học sinh. Em đã lấy ví dụ của Bác Hồ ra là Bác Hồ sống vì rất là nghĩ về nhân dân ạ. Thì em làm được câu đấy rất là đủ ý và đầy đủ. Phần liên hệ khá là hay và em đã làm được bài. Em thấy đề thi môn văn năm nay cũng khá là vừa sức với học sinh và cũng trong những phần bọn em đã được ôn tập. Em làm được tầm khoảng 70%. Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 40 câu và được đánh giá là có tính phân loại tốt. Đề tiếng Anh năm nay có khoảng tầm 30% là câu khó, cũng là một cách để phân loại học sinh ấy ạ. Đề vừa sức với khoảng điểm từ 7 đến 8 điểm nếu mà học sinh bình thường với trình độ đại trà. Còn nếu các bạn học sinh giỏi có thể 9 hoặc hơn. Em nghĩ đề năm nay chắc chắn mọi người sẽ phải trên 8 nếu mà thi chuyên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát, tại 30 hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh, không ghi nhận trường hợp thí sinh nào thuộc diện ca bệnh nghi ngờ hoặc F0. Tuy nhiên, thực hiện hướng dẫn của Sở Y tế, toàn bộ cán bộ coi thi, thí sinh dự thi và nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch khi tham dự kỳ thi. Em rất hưởng ứng cái quy định này vì nó đảm bảo an toàn cho em và các bạn. Khi đến trường thi, chúng em vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang này, vẫn phải rửa tay sát khuẩn. Vậy nên là khiến cho chúng em có cảm giác an tâm hơn khi tham gia vào kỳ thi. Trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh có 127 thí sinh vắng thi môn ngữ văn, 132 thí sinh vắng thi môn ngoại ngữ, tỷ lệ dự thi đạt trên 99%. Không có cán bộ làm công tác thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường trong ngày thi, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn theo kế hoạch và đúng quy định. Giám thị coi thi rất là chặt chẽ, không có vấn đề là học sinh nhìn bài và chép vào ạ. Chúng tôi đã quán triệt tới tất cả các cán bộ coi thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh về dự thi, nhưng trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy chế của kỳ thi. Sáng mai, các thí sinh tiếp tục làm đề thi chung môn toán, thời gian 120 phút. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với hệ không chuyên. Chiều mai, thí sinh dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long tiếp tục môn chuyên tương ứng với lớp chuyên mà thí sinh đăng ký xét tuyển.